Ấm siêu tốc Tiger, chỗ này là 1 lít nhé. Mã của nó là BCIG 100. Hàng mới nhé. Full hộp nhé. Đầy đủ. Chiếc này date là 2022 nhé. Vừa mới sản xuất xong. Công suất là 1.300W. Hàng nội địa Nhật nên là sử dụng điện 100V nhé. Đây là đường. Dây nguồn hướng dẫn sử dụng rất là đẹp nhé, lòng mới cứng ấy. Chỗ này có thể có hai chế độ nhé, một là chế độ để nguyên như này là và hai là chế độ là giữ hơi nước. Đây, đây là hai chế độ, chế độ bấm xuống và chế độ nhảy lên. Ở chế độ bấm xuống này thì hơi nước nó sẽ được mở ra thoát ra nhiều, tức là khi ta nước sôi ta sẽ thấy hơi nước thoát ra nhiều hơn. Đây là cũng là chế độ để chúng ta rót nước. Đấy, còn khi ở trên nhấn cái này lên, đấy, như này thì hơi sẽ được kín ở bên trong nên khi sôi nước thì ta cũng sẽ không nhìn thấy hơi nước ra nhiều, thấy ra rất là ít. Như này rót nước ra cũng sẽ rất là ít. Đấy, đó chế độ giữ nhiệt. Và đây là công tắc bật tắt. Cái này là đế của nó có xoay được nhé. Khi mà mở tất cả những ống siêu tốc khác thì xoay 180 độ, 360 độ, nó thoải mái.